Thông tin mới về 8 cặp trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam. Theo báo cáo, hiện có 5 trên 8 cặp trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc gồm Mai Sơn Quốc lộ 45, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Phan Thiết Dầu Dây, sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào tháng 6 để triển khai thi công. Các trạm còn lại trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết theo báo cáo đến tháng 8 mới bàn giao được mặt bằng, chậm 2 tháng so với dự kiến. Đến tháng 8 dự kiến sẽ có 5 cặp trạm dừng nghỉ phục vụ trên cao tốc được đưa vào khai thác, và tháng 10 sẽ có thêm 3 cặp trạm, lãnh đạo Cục Đường Cao Tốc Việt Nam cho hay. Theo đó, trạm dừng nghỉ đường bộ được chia làm 4 loại và các hạng mục công trình bắt buộc phải có. Cụ thể, trạm dừng nghỉ loại 1 phải có diện tích tối thiểu là 10.000m², loại 2 diện tích tối thiểu 5.000m², loại 3 là 3.000m², loại 4 là 1.000m². Trong đó, khu vực đổ xe quy định diện tích tối thiểu dành cho khu đổ xe, chiếm 50% diện tích tối thiểu của trạm. Các trạm dừng nghỉ được yêu cầu phải có khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trạm cấp nhiên liệu, khu vệ sinh, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông,